Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là VG Gamer đây. Hôm nay mình sẽ chơi cái trò lông trại máy kéo này. Level 1 này. Quái gì đây? Đi này thôi à? Cái máy cày này nó đi làm lông trại vậy hay thì đi này thôi. C camera là gì đây? Đi ra con đường này cơ nào. Gì vậy, đi chậm dữ vậy, stop tiếp tục nữa. Má thề nó không biết chơi kiểu gì luôn á. Đằng sau khá là rộng đẹp, quay lại đằng sau rồi nào. À, có cái ruộng nhỉ, chạy ra cái ruộng á. À, tốc độ của cái xe này nó gọi là 200 km trên một giờ quá. Chạy nửa ngày mà nó còn chưa tới cái chỗ làm việc. Có làm gì không? Chả thấy làm gì. Vậy thôi à? Lái cái máy cày đi vào vòng chơi vậy thôi à? Cái thằng nào viết ra cái game này trời, ngu vậy. Thôi, mình xin kết thúc video tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.